Bữa nay đông máy dữ lắm anh em ơi. Hai ba. Còn đây cây trên này cũng đang chỉnh sửa nữa nè. Ở đây 3 cây 102 cây 70 anh em ơi. Tổng hết là 5 cây. Hiện tại cây 100 cũng đang di chuyển đi nữa nè. Còn dưới đây một cây cũng chuẩn bị xịn sọ rồi. Cái đèn nó cháy rồi, cái đèn. Còn cây này thì mới chỉnh sửa sơ sơ, nãy giờ cũng vừa xong luôn, chuẩn bị ra đồng luôn anh em. Ba bên đây thì xuống rồi đó. Đang chuẩn bị lên bao anh em ơi. Tức đó thì sẽ kéo. Bữa nay đào to búa lớn không anh em ơi. Bữa nay anh em mình cùng xem giải trí đến kinh dũng miền Tây của mình ha. Ở đây 3 cây 102 cây 70. Hiện tại đội hình đang lên bao nè. Rồi cây này xuống đồng. Cái này thì cắt cái cù rồi hôm qua anh em ơi, hôm qua trời mưa sương sương cái đội hình mới cắt ngưng lại hết. Còn cây lúa thì cũng đang cập bến để vác xuống luôn. Lúc này thì hai cây 70 đang vận hành rồi anh em ơi. Còn ở đây thì 100 tiếp tục luôn. Rồi ok. Rồi chuẩn bị vô luôn anh em ơi. Bữa nay nhiều thể loại máy dữ dằn luôn. Máy cắt, máy kéo gì đỏ đồng hết. Đây. Rồi cây 100 này cũng xịn sò lắm luôn. Hiện tại cũng đang chuẩn bị vô tham gia luôn. Hai cây 70 thì vô tham gia trước. Ở đây mấy cài máy cắt gì cũng có hết anh em à. Rồi lúc này vô đề ba luôn. Đó, dữ dằn không? Máy là máy bên. Dữ. Đây xe kéo bắt đầu vô tham gia luôn nè anh em. Đây 100 70 hậu này dài tới 1000 mét lận anh em ơi. Toàn là thứ dữ không à.
cây này thì hồi sáng đục đẽo mới vừa xong nè anh em, hiện tại cũng đi xuống sao. Đồng này thì đồng lò gạch Chi Tôn, An Giang. Bữa nay thì lụm hết cù cặn gì lụm hết luôn anh em ơi. Cái này trời mưa hồi hôm qua, bữa nay thì nắng ráo à. Tiếp tục cho máy vận hành. Ghe thì chờ sẵn luôn à. Hiện tại đang khởi động cho ngon lành. Dầu nhớt gì vô bôi trơn rồi cho nó ngon lành ra. Máy này thì hàm thì 3m2, lọt lòng lại còn 2m7. Đây cây này hồi nãy mới vừa xuống mở vạt trước nè anh em. Đó, xà kéo đang búa theo kìa. Rồi, tiếp tục vô tham gia luôn anh em ơi. Cái này có bư nè anh em, hết hồn không? Toàn là khủng long không. Rồi vô xiết luôn. Ủa sao vậy? Sức gì vậy nữa rồi? Có vấn đề gì anh em ơi? Mới vừa đục đẽo hồi sáng mới vừa rồi anh em ơi. Ôi dồi ôi, nó ra gom kìa anh em. Đây cây 100 này đang đi xuống nè. Còn là thứ dữ không? Máy này thì đến từ Thoại Sơn của tỉnh An Giang. Máy này toàn là mấy cây máy, toàn là máy chạy động không à nè. Không phải máy ở địa phương kìa. Máy bây giờ cây nào cũng binh độ hết anh em ạ. Thứ gì chịu nổi không? Đây sẽ kéo đang búa vô à. Hậu dài tới 1000m nữa. Lúc này thì lên kéo ra bao nhiêu thì xuống ghe luôn anh em à. Đây ghe hiện tại đang công đoạn đang vác xuống luôn nè. Đây 70 nè, 70 nồi đồng cối đá nè anh em. 70 này cũng cổ dữ lắm rồi nè. Đổ xuống bờ ganh luôn đi. Đi lên. Ôi, xe kéo đang lên dốc luôn. Quá trời nhiều máy luôn anh em ơi, quay không hết nổi.
Ngủ quá bắt tay. Hiện tại lúc này thì con đoàn đang dắt xuống ghe luôn, bán lúa tươi này mà. Ghe này cũng cỡ 70-80 tấn. Hai ghe luôn con em ơi. Có ghe cặp thêm nữa kìa. Giá bán hiện tại được 7.400 đồng một ký nè mày. Lúa này là lúa OM18. Lúa này nó cũng không trúng gì hung anh em ạ. Không chừng cỡ 650-700 ký. Hậu dài dữ dằn luôn. Hậu dài tới 1.000 mét luôn anh em nè. Có con ngựa này sải dữ dằn lắm anh em ạ. Sao vậy? Đang giao lưu với chủ ruộng. Rồi tiếp đó xe kéo tới luôn nè. Máy này độ cái sơ vơi rất là lẹ. Cũng có máy cài ra để tham gia để chặt khúc. Cái này để kéo bao chứ không phải là chặt gốc gạ. Máy cày này Kubota. Đây lúa này thì lúa OM18 nè anh em. Tại ở đây thì 3 cây 102 cây 70 blood. Vượt hậu dài tới 1 cây số nè. Xe kéo này thì hỗ trợ cho cây 70 blood nè. Còn đây tiếp tục thì cây 100 đang đi xuống luôn.
70 nồi đồng cối đá. Lúa ghe nhiêu thì xuống ghe hết trơn nhiêu anh em ơi. Máy này cái dàn hơi cũng dữ dằn. Đây bờ lút. Hiện tại xe kéo đang lên dốc. Còn 70 đang đi lên. Rồi, 70 vấn đề gì rồi? Cái dự án này sao giống 60 quá anh em à. 60 bình lên thành 70. Anh đổ vừa ra cho ngưng thì em ngưng. 556 mấy sao làm tấn à? Sao má ơi? Đổ lại lỗ đi ngưng. Chết mẹ con ngưng cái pháo nữa. Pháo nào nào tao làm cháu. Rồi, mình xin tạm dừng video tại đây. Anh em đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Mình cảm ơn rất nhiều. Hẹn video tiếp theo luôn anh em.